Bộ Quốc phòng Nga thách thức những cáo buộc dân quân ly khai dùng hỏa tiễn Nga bắn rơi chiếc phi cơ của hãng Malaysia Airlines, tin từ Moscow. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng thách thức việc chính phủ Ukraine và Hoa Kỳ tố cáo dân quân ly khai miền Đông bắn rơi chiếc phi cơ Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines, nói rằng họ có bằng chứng cho thấy một phi cơ phản lực chiến đấu Ukraine đã bay gần chiếc MH-17. Bộ Quốc phòng Nga cũng bác bỏ việc Kyiv và Hoa Kỳ tố cáo Nga cung cấp hệ thống hỏa tiễn SA-11BUK cho dân quân ly khai. Trung tướng Igor Makushev là chỉ huy trưởng không quân Nga nói rằng hệ thống kiểm soát không phận Nga đã ghi nhận một chiếc phi cơ Su-25 bay về chiếc MH-17. Khoảng cách giữa chiếc Su-25 và chiếc MH-17 khoảng từ 3-5 cây số. Trung tướng Andrei Kardapolov lên tiếng thách thức đòi Hoa Kỳ công bố hình ảnh vệ tinh làm căn cứ cho việc tố cáo một hỏa tiễn của dân quân ly khai đã bắn rơi chiếc phi cơ. Tất cả 298 người trên phi cơ đều chết sau khi chiếc phi cơ bị bắn và rơi gần thành phố Donetsk, cách biên giới Nga khoảng 40 cây số. Theo tuyên truyền trong thời gian gần đây của chính phủ Ukraine, có nhiều điểm đáng nghi ngờ như các vùng cư dân trong vùng do dân quân ly khai kiểm soát bị pháo kích, thì Kyiv tố cáo do dân quân khát máu gây ra. Trước khi tố cáo dân quân dùng hỏa tiễn bắn rơi chiếc MH-17, cơ quan an ninh Kyiv công bố video nói rằng dân quân đang thương lượng với Nga để nhận hệ thống hỏa tiễn hướng dẫn SA-11. Gần đây, Kyiv đã làm dư luận phẫn nộ khi nói rằng xác nạn nhân của chiếc phi cơ MH-17 bị kéo lê trên mặt đất và để thối rữa dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng ngày hôm nay, quan sát viên OSCE và các nhà thanh tra Hà Lan đã lên tiếng khen ngợi việc bảo quản thi thể nạn nhân.